Hello, xin chào cả nhà. Xin chào. Cái này sao nó cái này nó bị dư qua nhiều quá không? Bẻ coi chừng nó cũng đúng rồi. Hello, cả nhà. Chào cả nhà. Bên cái này là cái trang gì? Trang cá nhân Trang cá hay nhân là của em trang? chị, trang cá nhân. Chào cả nhà mình. Xong rồi sáng này ông Nguyễn tắm xong cái quên đeo cái cọng dây chằm vô. Chị kia chỉ vô chị hỏi vậy nè, chị hỏi giống như chị điều tra mình vậy. Chị hỏi sao anh bán chằm em không đeo chằm, anh bán chằm em không đeo, mà giống như có hỏi giống như phải điều tra mình vậy. Mình nói là sáng nay em tắm xong rồi em quên đeo. Dạ, tại mấy ngày hôm nay đầu óc cũng chưa có tỉnh táo. Chưa tỉnh táo Dạ, lắm. vậy mà có nhiều người đã dậy còn nhận mấy cuộc gọi, tao nói gì đâu, thiệt tình luôn. Cô gọi cầm lên không? Rồi cầm lên không? Xong xong cái em mới nói là cô ơi, cho con hỏi cô là con gọi con á với mục đích gì, con muốn nói cái gì. Nói tùm lum tới là hết. Xong cái chị mới hỏi là con muốn nói cái gì và con muốn cái mục đích của cô là con muốn cái gì. Xong rồi cái nói là tôi coi trên đài Đổ Thanh, tôi thấy cô vậy 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 đó. Xong rồi gọi giống như là khủng bố mình vậy đó, gọi giống như khủng bố mình vậy đó. Nhưng mà gọi mà không biết cái mục đích là cô nói là chuyện gì. Đúng rồi, không biết mục đích là mua vé hay là mục đích là hỏi thăm về anh Đức Tiến hay là mục đích là cái gì. Gọi nói lan man nói lum, mà nhiều lúc người lớn tuổi mà mình cúp máy thì giống như mình mất lịch sự quá. Thì ông Nguyễn cũng phải cố gắng nghe, xong rồi nghe cuối cùng cổ nói lan man nói lum trơn. Xong cổ nói gì tại sao lúc Hương Nguyễn ở đó mà đỏ mặt như vậy là có triệu chứng bệnh rồi, tại sao không đưa đi bệnh viện. Xong cái Hương Nguyễn mới nói, mới giải thích với cô á, dạ cô ơi, cái lúc ảnh bị đỏ mặt á, con có hỏi ảnh là sao mà anh đỏ như vậy, thì ảnh đâu có nói là ảnh mệt quá, ảnh khó thở hay ảnh thế này thế kia đâu. Tại vì nếu người ta nói thì mình còn biết, còn này ảnh vẫn vui vẻ, vẫn bình thường, vẫn enjoy với mọi người. Thì chẳng lẽ giờ Hương Nguyễn nói anh ơi để em đưa anh đi bệnh viện, mà cô không hiểu á. Cô gọi xong rồi nói chung là những người đó là những khán giả yêu thương anh Đức Tiến. Hương Nguyễn hiểu được là giống như cô chú cũng là rất là thương yêu anh Đức Tiến mới quan tâm đến như vậy. Nhưng mà cô chú cũng phải hiểu cho con là một người em, và con có trong cái mặt buổi buổi đó thì con vẫn muốn là bằng mọi cách là phải để muốn anh mình sống, chứ ai mà đi muốn anh mình nằm xuống như vậy đâu, mà giống như là gọi điện khủng bố mình vậy đó. Mà không phải một người đâu cả nhà, không phải một người đâu, nhiều người lắm gọi giống như để khủng bố mình vậy đó. Không biết là Mệt luôn. gọi giống như là trách móc tùm lum tới la hết. Rồi xong rồi có người á, thì nói là giống như mục đích người ta gọi đến cho Hương Nguyễn đi không phải là để người ta mua vé để xem show, mà người ta hỏi là ủa cái show của ngày 31 tháng 5 Ánh Sao Đêm diễn ra thì ai làm MC. Cái em mới nói dạ thì em có mời thêm chị Giáng Ngọc với lại anh Vũ Quang Vinh làm MC cho cái show ngày 31 tháng 5 này. Xong rồi cái nói là sao tôi đâu thấy thông báo gì đâu, tôi thấy đâu thấy thông báo là đổi MC nào đâu. Cái nói dạ vậy vậy giờ cô có mua vé của con chưa ạ? Mục đích của cô là giống như là cô gọi là để cô hỏi ai thay thế MC, hay là cô gọi để cô hỏi cô mua vé hay là như thế nào. Không, mà tôi muốn biết ai thay thế Đức Tiến thôi à. xong rồi cũng 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 khủng bố mình cái kiểu vậy đó. Thì nói cổ giờ cổ tìm gì thì cổ cứ lên cái trang Facebook của chị nè, À, ông Nguyễn thì dẫn ông chị Nguyễn thông cũng báo đó. nói là thông báo rất là nhiều ở Dạ. trên Facebook và Dạ. thông báo rất là nhiều ở YouTube Trầm Hương Nguyễn nè. Rồi ở trên mấy mấy cái anh mà quay YouTube, Hương Nguyễn cũng có Dạ. nói là vì là biết là anh Đức Tiến là làm MC chính cho cái show ngày 31 tháng 5 đó, là rất nhiều người biết. Xong người ta cũng hỏi là cái show này là có diễn ra hay không, thì luôn luôn Hương Nguyễn đều nói là có diễn ra, và Hương Nguyễn có thêm hai MC đó là chị Giáng Ngọc và anh Vũ Quang Vinh. Và Hương Nguyễn cũng cũng có nhiều người thắc mắc là hỏi là ồ có lấy hình anh Tiến ra poster không, thì Hương Nguyễn có nói là Hương Nguyễn với Đan Nguyên cũng đã hội ý với nhau và đã nói chuyện và nói là nếu như mà người anh mình mới nằm xuống mà mình lấy hình ảnh ra khỏi cái backdrop chụp hình thì cái điều đó nó rất là bạc, nó không có đúng. Thì Hương Nguyễn và Đan Nguyên nói là sẽ giữ lại hình ảnh của anh Tiến y như vậy, chỉ là thêm hai MC vô thôi đó. Mà giống như Hương Nguyễn có nói trên live và cũng có nói trên YouTube và cũng có nói trên đài TV, chỉ có cái là không có nói trên đài TV. Tại vì bình thường anh Tiến lên đài VBS với Hương Nguyễn á, thì để nói về vé của show này kia nọ trong mấy tuần cuối. Còn anh Tiến mất rồi thì có một mình Hương Nguyễn, cho nên Hương Nguyễn không có lên. Nhưng mà Hương Nguyễn nói thường xuyên ở trên live stream này và cũng nhờ rất nhiều người share ra, rồi cũng nói trên YouTube là cái show này vẫn diễn ra.
Dạ vẫn vẫn phải diễn ra, vì là anh Tiến là một cái người rất là năng động và rất là thích vui, và ảnh luôn luôn đến với những cái show của công ty Trọng Hưng Nguyễn tổ chức, với lại Đan Nguyên á, là ảnh đến với một 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 cái tư cách không phải là một cái anh người chỉ là làm MC thôi, mà ảnh là giống như cái show đó là của ảnh luôn vậy đó, ảnh luôn hết cái show để Chính cái bán chương vé, trình mọi thứ rồi mọi thứ, lên kịch bản đúng chương rồi, trình rất ra là như nhiều thế thứ nào để nhỉ? làm. Thậm chí trước trước lúc mà ảnh mới có mấy phút thôi, ảnh còn kêu mọi người là người này hai vé, người kia hai vé nha, rồi chốt bàn 14 rồi đó nha, là chị còn nhớ cái bàn đó là bàn 14, là ảnh kêu anh Khoa hai vé, anh Đun hai vé, rồi rồi chị Jennifer hai vé, có nghĩa mỗi người hai vé hai vé hai vé, là anh bắt chị lấy tiền mà, có nghĩa là cho nên là khi mà cái với lại cái show á, là Hương Nguyễn cũng có nói là nó đã hoàn thành là 80% rồi, cho nên là tất cả phải đều phải diễn ra, cho nên là ngày 31 tháng 5 này là cái show Ánh Sao Đêm của Đan Nguyên Entertainment kết hợp cùng công ty Trọng Hưng Nguyễn tổ chức vẫn phải diễn ra, vẫn có diễn ra nha cả nhà mình, và thêm hai MC đó là chị Giang Ngọc và anh Vũ Quang Vinh. Dạ cho nên là nếu mà anh chị em nào mà có mua vé rồi á, thì yên tâm là cái show này vẫn diễn ra nha, tại vì có nhiều người giống như là cứ hỏi là giống như cái show này có diễn ra hay không, rồi giống như là mà mục đích đó là Hương Nguyễn thấy nhiều người đó gọi đến đó, là không phải là muốn biết cái show này có diễn ra hay không, mà là muốn biết ai ai thay thế anh Tiến, rồi ai có diễn ra hay không, nhưng mà chính chính họ không phải là cái người mua vé đi xem, nhưng mà họ cứ cứ muốn hỏi như vậy đó, họ gọi Nói hỏi chung không là không có hỏi về vấn đề mua vé mà cũng như là đúng hỏi rồi cần biết thông tin bên trong là như thế nào đúng đi. rồi hỏi giống như là hỏi rất là nhức đầu luôn á, hỏi rất là nhức đầu luôn, rồi hỏi là ủa rồi hỏi chương trình sắp xếp làm sao làm sao, hồi nãy có cái anh kia anh hỏi là chương trình sắp xếp làm sao, thì Hương Nguyễn có nói là dạ anh ơi, chương trình bên em là có đạo diễn Chem Ngô là người sẽ sắp xếp toàn bộ chương trình trong cái show Ánh Sao Đêm đó, mà cứ hỏi tới là sắp xếp làm sao sao, giống như là cứ hỏi cái chuyện lan man ở đâu không, mà Hương Nguyễn nghe điện thoại biết Hương Nguyễn giống như là muốn điên luôn vậy đó. Dạ giống như là Hương Nguyễn cũng biết được là rất là nhiều người thương yêu anh Tiến, trong đó có những khách hàng của công ty Trầm Hương Nguyễn nè, và những người khán giả nè, và có nhiều người á hả còn còn trách Hương Nguyễn dày nữa nè, giống như là gọi Hương Nguyễn hoài không được, gọi mấy ngày nay không được, thì đúng, nếu mà thật sự người ta thương mình, người ta quý mình, quý Hương Nguyễn, quý anh Đức Tiến, chỉ cần một cái tin nhắn thôi, chỉ cần một cái tin nhắn an ủi mình thôi, mình đọc được mình cũng rất là vui, trong khi là biết được là những cái ngày này là Hương Nguyễn rất rất là bận luôn, vừa vừa là anh Tiến nằm xuống thì nó bao nhiêu việc, những cái việc mà Hương Nguyễn với chồng Hương Nguyễn làm không ai nhìn thấy hết á. Dạ tại cái đó là những cái bề chìm, còn những cái bề nổi thì người khác nhìn thấy, còn tất cả những cái gì mà Hương Nguyễn và chồng Hương Nguyễn làm thì không ai nhìn thấy điều đó, và nó rất là nhiều việc. Rồi cái show ngày 31 tây tháng 5 tới nữa, chào chị Bích Tuyền đó, giống như chị Bích Tuyền hả, chị mà nhắn, chị nhắn an ủi chị một câu thôi là đọc là rớt nước mắt luôn, chị kêu là chị nói chị là tìm một cái người giống như anh Tiến là vừa tâm đầu ý hợp trong công việc, vừa giống như là hợp rơ nhau để đi chơi với cùng nhau là rất là khó, là đúng luôn, đúng luôn. Dạ cảm ơn chị Bích Tuyền rất là nhiều, cảm ơn chị, giống như chị Bích Tuyền là cái người ủng hộ đầu tiên luôn nè, trong khi sau cái show của chị đó là sau cái show ngày 31 tây tháng 5 của em là tới cái show của chị Bích Tuyền tổ chức chung với lại anh Quốc Dương, mà chị Bích Tuyền lấy 7.500 tiền vé để mà ủng hộ cho cái show Ánh Sao Đêm này, vì là chị Bích Tuyền chỉ biết được là giống như là Hương Nguyễn trong cái lúc này là giống như là không không có đủ tinh thần để mà mình lên đài hay là lên radio để mà bán vé cho show, rồi nó có rất nhiều thứ mình không thể mình ngồi đây mình cứ cứ kêu gọi để mà mình bán vé một mình, có Đức Tiến thì anh sẽ làm hết những cái điều đó cho Hương Nguyễn, lúc mà nếu mà anh còn sống là anh làm hết những cái điều đó, xong rồi chị Tuyền chỉ hiểu được điều đó nên chỉ nói là để chị lấy hai bàn chị đưa cho má Hà để tặng cho bạn má Hà đi xem để ủng hộ chương trình. Em cảm ơn chị Tuyền rất là nhiều luôn, giống như là em cũng bữa hổm em cũng có đăng lên đó, là vì là chị biết sao không, em không có nói ai hết, nhưng mà thật sự á, khi mà trong những cái lúc mà em bình thường á, có những cái show và cũng có những cái á, là họ chỉ cần kêu một tiếng thôi là em ủng hộ 5.000, mà thậm chí 5.000 đó họ còn không chịu lấy check nữa, họ kêu đưa tiền mặt là em cũng đưa tiền mặt, nhưng mà tới khi mà mình á,
cái tới phiên mình mà mình bị vấp vấp phải cái trường hợp như thế này á, thì họ lại giống như là họ lại quay lưng với mình một 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 cái một. Cho nên là Hương Nguyễn có đăng lên một cái bài viết là khi mà mình khó khăn mình mới biết được ai là bạn, giống như là những người nào người ta mình lúc lúc người ta nhờ mình á, mình sẵn sàng hết, mình giúp một cái một mà, chứ tới lúc mình á thì người ta lại như vậy. Có nghĩa là làm show Hương Nguyễn là không phải là không phải nghĩ tới cái chuyện mà lời lỗ. Nói chung mình làm show á, lời hay lỗ là rất là bình thường tại làm show mà, nói chung là nó hên xui thôi. Nhưng mà trong cái lúc này là trong cái lúc mà Hương Nguyễn giống như là suy sụp nhất và cần cái sự giúp đỡ nhất, thì là như thế nào, Đan Nguyên cũng là đại sứ thương hiệu của công ty Trầm Hương Nguyễn, và show này là Hương Nguyễn hùng với Đan Nguyên để làm. Nếu mà để không có full bàn á thì Đan nó cũng Đan cũng sẽ buồn, đúng không? Rồi chính anh Tiến là cái người tham dự trong show, mặc dù anh không còn nữa, thì Hương Nguyễn cũng vẫn muốn cái show nó phải diễn ra tốt đẹp và nó phải mọi thứ nó điều chỉnh chu hết để anh được vui cùng đứa em này. Nhưng mà giống như là mình thấy có nhiều người người ta như vậy, bà xã like Facebook có báo nè. Tại vì bữa giờ chị like nó không có báo á. Giờ có báo nha. Nó không báo, xong chị hỏi chồng chị là chị like có báo hay không. Nhưng mà nói chung ra sau cái sự việc này thì Hương Nguyễn hiểu rất nhiều và mình cũng rút được rất là nhiều kinh nghiệm sống, trong khi lúc sinh thời thì anh Tiến đã dạy Hương Nguyễn rất nhiều luôn. Dạy Hương Nguyễn rất nhiều là người ta nói gì nói, em cứ một hướng mà đi, em đừng có vậy. Hay là giống như đi đến một cái nhóm bạn chơi, Hương Nguyễn cũng, cái tánh Hương Nguyễn rạch ròi lắm, Hương Nguyễn không thích người đó là Hương Nguyễn không có, giống như Hương Nguyễn không muốn gặp mặt, muốn né. Xong là anh Tiến cứ nói là không, mình đến đây là vì cái người này nè, mình chơi với người này, mình nói chuyện nhiều với người này, còn mấy người kia mình chào xã giao thôi. Đó. Chứ mình đừng có ở nhà, là có nghĩa là những cái gì mà anh Tiến đã dạy Hương Nguyễn là Hương Nguyễn đều nhớ hết. Nhưng mà giống như là mình đôi khi mình cũng cảm thấy buồn á, mình cảm thấy buồn là giống như là trong lúc này mà mình như thế này mà có nhiều người á, là người ta giống như là người ta quay mặt với mình, ở trong khi lúc người ta cần nó nói tiếng một mình giúp liền. Với lại em chỉ biết sao, thì thường mình biết người ta thì mình mới cái này hả? Thì mình biết phải tiếp xúc rồi mình mới biết người này người kia, chứ giờ mình đầu tiên vô đâu biết người này người kia đâu. Thì khi mà nói đúng, khi hoạn nạn thì biết người nào đúng rồi. Còn lúc mà đang đương thời thì ai cũng gặp mình cũng vui. Chào chị Thanh Nguyễn nha, cảm ơn chị Bích Tuyền rất là nhiều. Cảm ơn chị Bích Tuyền nói là tình thương á, tìm ở đâu cũng rất là khó, vật chất là chỉ để phục vụ cho con người thôi, mà không biết sao ở đâu mà đi lấy cái vật chất ra để mà đổi cái tình thương á, giống như là nhiều thứ lắm. Mà chị Tuyền chỉ nhắn mấy câu thôi là chị đọc tới đọc lui mà chảy nước mắt hoài luôn, giống như cô Thanh Tuyền vậy đó. Cô Thanh Tuyền là cổ biết được là chị rất là bận, chị không, cổ không gọi nha, cổ nhắn tin mấy ngày liên tiếp, cổ chỉ nhắn tin cổ an ủi thôi, cổ nói là con phải cố gắng lên, con phải mạnh mẽ lên, con phải thế này, con phải thế kia, là cổ chỉ nhắn tin cho Hương Nguyễn thôi, là cô Danh Ca Thanh Tuyền là chỉ nhắn tin cho Hương Nguyễn thôi. Yeah. Vì là cổ đến công ty Trầm Hương Nguyễn cũng rất nhiều lần, và cũng rất nhiều lần gặp anh Tiến ở đây, và cũng giống như là anh Tiến anh hay ở đây, cho nên người ta thì người ta đâu có thể nào mà tự ý đi đến nhà anh Tiến được. Chứ lại là cũng biết là vợ chị Phương với lại bé Mèo, là vì chị Phương bây giờ chị cũng đang trong cái tâm trí là đang rối á, cho nên người ta cũng đâu có muốn đến nhà để mà phiền đến chị Phương. Thì người ta biết cái tiệm này, người ta cứ đi vô đây. Dạ, người ta cứ đi vô đây, xong rồi Hương Nguyễn phải tiếp. Giống như nãy anh Biken á, anh đến đây anh đứng anh nói anh khóc ngon ngơ. Chẳng lẽ giờ anh đứng anh khóc vậy, cái mình nói thôi anh ơi anh ngưng khóc đi để cho em làm việc. Thì cũng phải tiếp ảnh, tại vì những người đó là những người rất là yêu thương anh Đức Tiến. Nên là Hương Nguyễn cũng phải chào đón người ta khi người ta đối với người anh của mình như vậy. Nên là cũng phải đứng đó để mà nghe người ta, câu chuyện của người ta nói, câu chuyện người ta tâm sự người ta nói. Rồi anh Tony mà chủ ấp Mồ Neo cũng vậy. Yeah. Anh cũng đến đây, anh cũng ngồi cả tiếng mấy đồng hồ. Yeah. Anh ngồi anh cũng chảy nước mắt, anh nói là mọi thứ thẩm mỹ viện rồi anh lo xong xuôi hết rồi, mà giờ anh Tiến như vậy cho nên là anh cũng bị hụt hẳn. Dạ. Giờ chào cả nhà mình nha. Thì Hương Nguyễn với lại Phùng Ngọc Huy lên đây là giống như là giờ thì cũng đâu có tâm trí nào đâu mà bán chậm, cả nhà mình chắc còn phải đợi qua cái show. Cho nên là Hương Nguyễn lên đây là để muốn nói với cả nhà mình là thứ nhất, Hương Nguyễn rất là cảm ơn những anh chị em mà có nhiều người nha, có nhiều người không thân lắm mà người ta lại thấy trong cái lúc này nha, lúc đó là Hương Nguyễn chưa có kêu gọi để mà bán vé gì luôn. Hương Nguyễn giống như suy sụp hết mọi thứ, Hương Nguyễn không có kêu gọi ai để bán vé hết trơn á. Yeah.
thì lại có nhận được một tin nhắn của một người em, là người đó là Hằng Ngô, là chị hay ăn yến của người đó, nhưng mà thật sự là cái chơi là chơi thân là không có. Có nghĩa là chỉ là mua yến xong rồi em đó mua trầm, rồi giống như là gặp nhau chắc được khách hàng thôi, gặp nhau vài lần thôi, mà em đó lại là cái người nhắn tin cho Hương Nguyễn đầu tiên: chị ơi, em xin chia buồn vì anh Đức Tiến ra đi như vậy, chị một mình, chị cố gắng lên nha. Rồi chị gửi cho em cái sơ đồ vé, em kêu bạn bè ủng hộ show của chị. Mà trong khi em đó là ca sĩ, là MC luôn, mà Hương Nguyễn làm từ show từ đó giờ biết bao lâu, chưa có dịp để mà mời em đó làm MC, cũng chưa có dịp để mời em đó hát. Đó là kè nói kìa, Hằng Ngô vô tới kìa, Hằng Ngô thả tim kìa. Xong em đó đó gửi cho chị á, là yến nè, gửi cho chị rồi gửi cho vợ anh Đức Tiến nữa, giống như là nói chị là gán uống yến vô. Tại mỗi lần chị đi Việt Nam về mệt đó là chị đều kêu Hằng là đem yến ra cho chị uống. Đó là có nghĩa là gặp nhau rất là ít, nhưng mà quận vợ Hằng với lại chị là vẫn có một cái sự liên kết giống như là với nhau, chứ còn đi chơi là không có đi chơi luôn á. Có nghĩa là chưa có bao giờ đi chơi chung luôn á, không có đi chơi chung luôn. Chỉ là mua yến của Hằng xong rồi yến đến đây yến mua trầm, nhưng mà hai chị em đều hiểu được cái tâm với nhau. Và em nhắn, lúc mà Hằng nhắn cho chị là chị đọc cái tin nhắn của em là chị rớt nước mắt, giống như là nói là chị ơi, chị ổn không, em đưa yến cho chị ăn để chị giữ sức khỏe, để lo cái phụ giúp trong cái tang lễ của anh Tiến rồi cái show của chị nữa. Xong rồi chị gửi cái sơ đồ vé qua, em kêu bạn đi ủng hộ vé cho chị. Có nghĩa là một cái người mà mình chưa nhờ tới, mình chưa nhờ tới, nhưng mà người ta thấy mình như vậy là người ta muốn giúp mình liền, hiểu không? Đó, xong rồi Huy là cái người nhắn thứ hai là: chị ơi, chị cần lên live stream bán vé, chị cần gì chị kêu em ra em phụ. Tại vì Huy là cái người cũng bay xô tùm lum hết. Con chào cô danh ca Thanh Tuyền, con chào cô. Cô là cô Như Mai Phạm, là cô Thanh Tuyền. Dạ, con cảm ơn cô những ngày vừa qua cô đã nhắn tin giống như là để mà an ủi con rất nhiều. Con cảm ơn cô rất nhiều. Con cũng cố gắng mỗi ngày giống như Huy nè. Ngày đầu tiên Huy lên, cái Huy dặn con là: chị lên live chị đừng có khóc nha. Nói dạ không. Hương Nguyễn là đau là ở trong lòng thôi, chứ còn mà giống như là người không có mau nước mắt. Giống bởi chị nói là anh Tiến mất đó là chồng chị khóc nhiều hơn chị. Nhắc tới là ổng chảy nước mắt, nhắc tới là ổng chảy nước mắt. Nhất là gặp bé mèo á, ngày nào đi qua đưa đồ ăn gặp bé mèo ổng cũng khóc á, thấy bé mèo nó còn nhỏ đó rồi hỏi những cái từ vô tư á. Chào anh Tony Chim, anh ở Canada đúng không? Chào anh, thương anh, hồi sáng này anh cũng nhắn mấy cái tin em cũng có đọc được, cũng cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã không phải riêng ta quan tâm riêng em mà quan tâm tới người anh của em nằm xuống. Dạ, giống như là em cũng rất là buồn. Và Hương Nguyễn lên đây, Hương Nguyễn cũng nói là, có nghĩa là Hương Nguyễn không có đi lên để kêu gọi ai quyên góp cho anh Đức Tiến hết. Hương Nguyễn không có làm điều đó. Cái câu chuyện của Hương Nguyễn làm là như thế này, là rất nhiều khách hàng của công ty Trầm Hương Nguyễn, vì là anh Đức Tiến đồng hành với công ty Trầm Hương Nguyễn rất là lâu, từ những cái live stream mỗi tuần, giống như bữa nay thứ hai đáng lẽ là anh Tiến ngồi đây nè, thứ hai 6 giờ là anh Tiến ngồi đây, và thứ năm 6 giờ anh Tiến cũng ngồi đây, giờ miền Nam Cali, mỗi tuần đều 2 ngày live trực tiếp với Hương Nguyễn. Còn thứ tư là lên đài VBS, rồi thứ sáu là lên đài radio. Cho nên là cái tần suất mà hai anh em làm việc với nhau rất là nhiều. Cho nên là những ngày thường nó chỉ bán hàng đây, anh Tiến cũng đến đúng rồi, những ngày thường anh Hương Nguyễn bán hàng đây, anh cũng ra đây anh ngồi anh chơi nữa. Rồi chứ về đài rồi chị với anh Đức Tiến rồi đi ăn tối đi. Dạ. Nhưng mà anh coi Tiến và chị Hương là ngày nào cũng gặp nhau, và Đức là như là anh em ruột trong gia đình đó. Chỉ có như chị Hương ở đây cũng có một mình, thì ở đây có anh Đức Tiến, thì hai người cũng như anh em ruột trong gia đình đó. Nên Tiến mà Tiến đi cách đột ngột vậy thì Hương Đức là bị sốc về mặt tinh thần, bị tâm lý rất là nhiều. Thì dụ như cũng có những người thì bên cạnh đó thì cũng ủng hộ tinh thần chị Hương. Thì và đặc biệt cái gì của cái chương trình này diễn ra thì vé đang còn rất là nhiều, nên hy vọng chúng ta cùng ủng hộ chương trình. Tại vì một tuần sau cuối tuần này là chúng ta đã diễn ra rồi, đúng rồi, cuối thứ sáu này là diễn ra, chỉ còn có 4 ngày nữa là chương trình diễn ra rồi. Hình hy vọng là chúng ta cùng ủng hộ cho chương trình Ánh Sao Đêm nhau gì nha. Và cái nữa là Hương Nguyễn giống như là cũng có đính chính là có nghĩa là Hương Nguyễn không có kêu gọi quyên góp cho anh Tiến, vì là giống như Hương Nguyễn nói là hai anh em thân với nhau, cái tần suất làm việc thân với nhau nhiều đến vậy,
Cho nên tất cả khách hàng của công ty Trọng Hưng Nguyễn đều biết đến anh Tiến. Yeah. Và khi hay tin anh Tiến như vậy á, thì người ta mới nói là Hưng ơi, chị muốn gửi một chút xíu đến cho bé Mèo với lại vợ của Đức Tiến, thấy thương Đức Tiến quá. Có nghĩa là tự tấm lòng của người ta muốn gửi, chứ không phải là Hưng Nguyễn đi xin người ta gửi cho hay là gì hết. Và Hưng Nguyễn không có nhận cái tiền đó, Hưng Nguyễn mới, mà người ta hỏi liên tục luôn, trong đó có những anh em nghệ sĩ nữa, chứ không phải là riêng về khách hàng không. Tất cả những anh em nghệ sĩ mà biết anh Tiến á, đều gọi cho Hương Nguyễn là nói là ờ, anh muốn giúp cho anh muốn giúp cho Đức Tiến vậy vậy vậy, rồi anh MC Đỗ Tân Khoa hả, đúng rồi, anh MC Đỗ Tân Khoa cũng gọi cho Hương Nguyễn nè, cũng nói là Hương ơi, anh muốn giúp cho bé Mèo với lại Đức Tiến, vì là thấy Đức Tiến đột ngột như vậy anh cũng buồn, mà anh cũng không biết làm gì hơn ngoài muốn giúp, một cái tấm lòng của anh muốn giúp một chút. Thì Hương Nguyễn mới nói với chị Phương là giống như em không có nhận cái tiền đó, chị Phương là vợ Đức Tiến, thì Hương Nguyễn mới nói là Hương Nguyễn không có nhận mấy cái tiền đó, thì bây giờ nếu mà muốn không có qua tay người á, tại vì Hương Nguyễn không có muốn giữ mấy cái tiền đó, muốn là trực tiếp vô cái tài khoản của chị Phương luôn, thì Hương Nguyễn mới hỏi ý kiến chị Phương, và chị Phương được sự đồng ý của chị Phương, và từng câu từng chữ viết ở trên Facebook thì Hương Nguyễn mới đăng lên, chứ không phải là Hương Nguyễn tự ý làm, hay là mà Hương Nguyễn đăng với một cái cách là không phải là kêu gọi quyên góp. Hương Nguyễn đăng là với một cái đại ý là tất cả, và tại vì khách hàng gọi hoài luôn, khách hàng gọi liên tục, Hương Nguyễn đâu có nghe hết phone được. Thì Hương Nguyễn muốn đăng cái đó lên để người ta biết được cái số gieo đó, là người ta cho thẳng vô cái tài khoản của anh Đức Tiến và chị Bình Phương với bé Mèo đó, chứ Hương Nguyễn không có giữ tiền. Đó là cái đại ý là như vậy. Mà vừa rồi có quá nhiều người không biết là đăng từ đâu, không biết đăng lên những cái tin giống như là nó không có đúng sự thật, làm cho cái người nằm xuống, mình thấy thương cho cái người anh của mình. Thì cái anh mà anh Anthony đó, ảnh mới chụp mấy cái màn hình đó lại á, ảnh gửi cho chị, ảnh nói là anh đọc cái này anh thấy buồn, anh thấy chặt em còn buồn hơn nữa, nhưng mà anh chỉ khuyên em là cố gắng lên, giống như mình làm những gì cái tâm mình biết thôi đó. Có nghĩa là rất nhiều người, người ta thấy như vậy, người ta cũng chụp màn hình lại, người ta gửi cho Hương Nguyễn. Thì Hương Nguyễn có nói là ở đây á, là Hương Nguyễn chỉ gửi đến những anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp thương yêu anh Đức Tiến, và những người khán giả mà thương yêu anh Đức Tiến, người ta muốn gửi, người ta muốn tặng thôi. Chứ đâu có là phải là kêu gọi để mà quyên góp cái gì đâu mà lên đăng Facebook nói nặng như vậy. Rất là tội cho cái người nằm xuống, tại vì anh Tiến nằm xuống, anh Tiến cũng đâu biết gì đâu. Nó anh Anthony anh nói là trời biết tấm lòng em. Dạ em cảm ơn anh rất là nhiều, thì em làm em cũng đâu, nói chung là bản thân cái quan trọng nhất là cái lúc còn sống. Cái lúc còn sống em đối với anh Tiến như thế nào và anh Tiến đối với em như thế nào thì trong lòng mình là người hiểu rõ thôi. Còn cái lúc mất rồi thì mình không có nói được. Dạ còn cái quan trọng nhất là lúc còn sống mình đối đãi với nhau như thế nào thôi. Chào chị Thùy Vân, chào cả nhà mình. Rồi Hương Nguyễn xin nhắc lại là ở đây là cái show ngày 31 tây tháng 5 là có vẫn diễn ra nha cả nhà mình. Thì gồm có những anh chị em ca sĩ đó là gồm có là nam ca sĩ Đăng Nguyên, nữ ca sĩ Hồng Ngọc, nữ ca sĩ Bảo Anh đến từ Việt Nam, rồi nam ca sĩ Quang Lê, rồi nam ca sĩ Lam Trường, nữ ca sĩ Ngọc Huyền, nam ca sĩ Lâm Nhật Tiến, rồi có Phùng Huy, rồi nam ca sĩ Quốc Khanh, rồi nam ca sĩ Nhật Tinh Anh, và MC là có MC chị Giang Ngọc và anh Vũ Văn Vinh, và đạo diễn là Chem Ngô. Thưa quý vị, và cái số cái vé hiện tại là mình còn bao nhiêu VIP, số VIP là mình cái VIP là đã hết lâu rồi em. Bây giờ mình chỉ còn là loại vé 100. 100. 100 với 150. 150. Với 200 với 250. Là còn vé không? Hiện tại là còn 4 loại vé, như vậy là còn vé 100, 150, 200 và 250. Rồi nếu ai mà cần vé thì cứ liên lạc chị Hương, số phone đạo gì? 714-588-9989. Đạo diễn Chem Ngô vô kêu là ủng hộ team nè. Cảm ơn đạo diễn Chem Ngô. Đạo diễn Chem Ngô cũng bay não với chị luôn. Tại vì gọi có lúc chị bắt phone, có lúc chị không bắt phone. Thì lúc nào thấy cái phone gọi thì chị sẽ gọi lại nha Chem nha. Có nghĩa là giống như lúc nào là chị thấy Chem gọi là cái show của mình còn có mấy ngày nữa tới, cho nên là lúc nào gọi chị không bắt phone là chị thấy một hồi nữa chút xíu sau là chị gọi lại liền nha Chem. Rồi và bây giờ thì cái show này là ngày 31 tây tháng 5 nha cả nhà mình, nằm ngày ở miền Nam Cali. Ngày thứ 6 nha, thứ 6 nha, vậy đừng có lẫn lộn nha. Dạ. Đây là tổ chức ngày thứ 6, 31 tháng 5 nhau rồi nha. 31 tây tháng 5 thứ 6.
lúc 6 giờ thì mình đến thảm đỏ thì sẽ có chụp hình lưu niệm. Tất cả những anh chị em nào chỉ cần bước lên thảm đỏ là sẽ có người chụp hình bằng máy chuyên nghiệp. Rồi cái hình đó 2 ngày sau là sẽ đăng toàn bộ trên cái trang của chồng Hương Nguyễn nha, để mình lên đó mình lấy hình, chứ Hương Nguyễn không có nhớ được mà gửi cho từng người á. Rồi còn mà có một người bận áo, cái áo màu đen có cái chữ chụp hình bằng phone, là người trong team của chồng Hương Nguyễn luôn, thì là chụp hoàn toàn miễn phí nha. Nên là mình cứ nhờ người ta đưa cái phone cho người ta chụp cho mình thôi là mình có hình liền. Tại vì có nhiều người hỏi là em ơi chụp hình vậy có tốn tiền không? Có nhiều người hỏi dạ không có tốn tiền, cái đó là trong ekip đã lo hết rồi. Cái nha, kỷ niệm hết cái gì, dạ. Đừng có lo. Rồi, show ánh sao đêm ngày 31 tây tháng 5 nha, chào Ngọc Quỳnh. Rồi và bây giờ Hương Nguyễn bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình. Với lại là cả nhà mình ơi, nếu như mình không giúp được gì cho cái người nằm xuống á, thì mình đừng có dùng những cái lời cay nghiệt để mình nói, vì là vì là cái người nằm xuống người ta không biết gì đâu cả nhà mình, người ta không biết, cho nên là nó có rất nhiều việc nó xảy ra mà nó ngoài tầm kiểm soát của cái người nằm xuống, cho nên là mình đừng có nặng lời, rất là tội luôn. Nhất là Hương Nguyễn đọc mấy cái comment hay là đọc mấy cái bài đăng á là mình thấy đau lòng lắm, tại vì anh Tiến là giống như là một người anh trong gia đình, thân thương hơn là người anh trong gia đình nữa. Cho nên là nếu mà mình không phải riêng gì một mình anh Tiến, đối với những người khác Hương Nguyễn cũng nghĩ vậy, có nghĩa là mình không giúp gì được cho người ta, mình đừng có dùng những cái lời cay nghiệt đối với người ta. Cái điều đó đau lòng lắm, tại vì cuộc sống mà sống hôm nay ngày mai không biết còn ngồi đây không nữa. Anh Hương Nguyễn thường lên live cũng hay nói với anh Tiến cái điều đó, mình sống là mình thương yêu nhau, mình tương trợ nhau thôi, còn nếu mình không giúp được thì thôi, chứ mình đừng có dùng những cái lời cay nghiệt dễ tội lắm. Nhất là cái người nằm xuống người ta đâu có biết cái gì đâu mà mình lên mình comment mình nói rồi chuyện gia đình của người ta nữa. Chuyện gia đình ví dụ như là bữa giờ ai cũng gọi cũng hỏi về cái chuyện là chị Bình Phương với lại là mẹ của anh Đức Tiến, cái đó là chuyện gia đình của anh Đức Tiến, cho nên là Hương Nguyễn là không trả lời, xin phép là không trả lời. Rất nhiều truyền thông báo chí hỏi và rất nhiều người khác cũng hỏi thì Hương Nguyễn xin không trả lời về những cái vấn đề đó. Còn về truyền thông thì không phải lúc nào cũng đúng, và có lúc đúng có lúc sai, cho nên không phải lúc nào cũng đúng, nên mình đừng có đánh giá cái người ta khi mà mình chưa tiếp xúc, tội lắm cả nhà mình. Đúng rồi, cảm ơn Hằng Ngô rất là nhiều nha. Bây giờ trong lúc này cũng vậy, sau gia đình Tiến đang cần cái sự ủng hộ để người ta vượt qua được những cái lúc khó khăn như này. Mong vậy để lại những cái comment, để những cái lời nó tốt đẹp để cho người ta còn cái hướng ta phấn đấu. Tại vì không có nỗi đau bằng nỗi đau mà người thân mình mất đâu gì. Ví dụ giờ cả nhà mình nghĩ đi, chỉ cần những cái comment mà tiêu cực đi, chị Phương mà chỉ giống như là chị nghỉ quẩn đi rồi chị nằm xuống rồi bé mèo ai lo. Dạ, nó mới có 4 tuổi à. Cho nên là những cái lời nói của mình đó, khi mà mình nói ra đó, mình nếu mình không thích mình có thể lướt qua, ngay kể cả Hương Nguyễn coi YouTube của ai hay coi cái gì đó, mình không thích mình bỏ qua, chứ mình đừng có xuống mà mình nói người ta, rất là tội luôn, rất là tội, những cái lời cay nghiệt đó rất là tội luôn á. Rồi bye bye cả nhà mình nha. Bye bye cả nhà mình. Nhớ mộ show ánh sau đêm quý vị vào ngày thứ 6 ngày 31 tháng 5 tại Orange County nha. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà.